Ủa đâu đọc đâu ra vậy? Trên mạng là của mấy nhỏ cỡ con viết á. Để con tìm mà. Nay đi đâu mà trang điểm nó ba ghen ha? Hả? Hồi xưa chị Hai lớp 10 trang điểm ba chửi xối xả, ba giận lên giận xuống. Rồi mốt nói có tới con nhỏ này nè, cái là con có đâu. Đó, rồi giờ là lớp 10 nè, nè. Nay là 2022 nè. Nay ngày mấy mọi người? Nay hai mấy giờ? Tôm mì hai mấy con? Này là trời đã báo 29 hả? Bữa 29 hay 28 giờ? Bữa nay là 28 âm lịch. Mai 29 là mốt mùng 1. Mùng 1 Tết mà nay 28 âm lịch nè. Nè, giờ về ba giờ chở nguyên nhà đi uống cà phê. Đó hồi xưa anh gặp em sao em mặc em vậy đó. Đó là mỏ, đó là mặt trắng bách. Ba không ưa mấy cái vụ mà son phấn này mà sao cứ gặp quà bây giờ đẻ luôn hai đứa con gái. Rồi đứa lớn chửi lên chửi xuống giờ tới đứa nhỏ. Chị rất là bình thường luôn, không có ba ba ghét chị, kể ba nhưng mà ta thích. Kiểu như tự nhiên giờ con, thí dụ như giờ con ghét ba Mão Thông đi thì ba không Mão Thông nữa. Nhưng mà con nít không được son phấn, đó là đúng lực chứ không phải là trái lực. 16 hồi nào? Bữa nay mới có 15, 16 đâu? Hả? Chừng nào 16? 2 ngày nữa à. 2 ngày nữa 16 mới tính. Đâu đâu, con thấy đó nó rõ ràng lên 2 ngày nữa 16 tuổi là tính được trang điểm đúng không? Lưu. Sao nó mới nói sao? Ai cho? Sao mà cái gen này ra thật á, ba cũng hết biết đường luôn. Gen này biết gen là gì không? Gen bà nội con á. Bà nội mà còn sống chắc thái lắm. Trời ơi, biết gì á, ba biết vậy ba đẻ thêm chục đứa giống vậy nữa nha ha. Bây giờ sao? Cuối cùng là ba nói cô không được gì không? Đúng không? Đó, vậy vì lúc nào cũng có lý do Tết được ha. Ngày thường nói tới vậy Duyên cũng kệ nó đi. Gái đều thì chuyện bình thường là bình thường thôi, son nhẹ nhẹ cái làm đậm lè đậm lét mặt nè đó đó vậy đó hả? Gì chưa đánh mặt gì mốt anh dặn anh đi thi dục con đừng đôi nón ghét lắm. Sao vậy? Chắc là đen lắm điệu mà. Tại tóc tóc bị xói nên mới đợi nón vô. Không có xói. Có xói rồi. Xói gì để đầu xói? Đầu xói không đẹp. Đẹp chi? Đẹp mới tự tin giao tiếp. Không có cần giao tiếp làm ai với ai trời. Gì? À, không có đẹp mới tự tin giao tiếp thôi, còn như gì hơn. Nhưng mà con nít không cần đẹp. Không. No. Không. 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 Đẹp. Không. Trên cái đầu có cái ống gì bự chạc như vậy? Lô. Lô là gì? Lô cung. Đẹp mà đẹp đi. Chị của con chị hay lấy. Giờ goodbye siêu game nha. Rồi ở nhà luôn. Ba khỏi chở đi đâu hết chưa? Dạ. Anh biểu trang điểm chi? Ha, tao mì ha. Ở nhà ha, tao mì ha. Ha, giấu ha. Giấu ơi. Này, ai cho con leo lên đó? Hả này? Con biết em điện bóng chân dài con luôn. Con nhỏ chết si nha. Trời ơi, đẹp quá trời luôn nha. Trời ơi, con nhỏ đẹp quá trời nha. Na đi uống cà phê nè nha. Rồi mẹ Duyên nè nha. Nhưng mà câu chuyện ở đây sẽ là quay xuống cái móng chân của con nhỏ này. Trời, cái móng chân nó làm như ở ruộng mới nha. Vậy đâu. Móng chân nha. Nó bình thường. Nó nhỏ. Con thấy bình thường luôn á. Mấy người này biết gì á. Trời ơi, người đẹp thì móng chân làm như ở trong ruộng mới ra vậy bạn ơi. Ủa, chứ vậy mà
đây là video quay móng chân của Jesse nha. Cái mày đi đâu tụi mày? Cho chị Hai ăn rồi, chị Hai xin ăn con rồi. Thôi dạ. Trời ơi, bơ đút không ăn nè. Bơ đút không ăn thì còn mà ba đút này không? Ăn đây. Không. Chị quay qua hỏi ăn không? Không ăn. Làm giá là làm giá. Chặt cái phim nó biết rồi. Mặt trắng thôi. Chặt đúng không ăn. Ai khổ đó, ai khổ. Đó, bị mất. Ghét là tối hả? Ăn miếng bự cá bổ. Ăn miếng bự quá trời. Ghét mà tối hả? Rút rút vô. Ngay vậy hai. Đây giới thiệu người yêu của mình nha các bạn ơi. Người yêu lâu năm nha, 21 năm rồi. Người yêu cũ. Người yêu cũ. Người yêu cũ hay người yêu cũ? Người yêu cũ là người yêu 21 năm cũ có nghĩa là bạn ấy. Không, người yêu cũ hay là người yêu cũ? Không có đâu, mày thuộc dạng là người yêu cổ. Người yêu cổ đại. Ừ, người yêu đấu sĩ. Kỹ viên, kỹ viên Văn Hà. Cái anh tới đâu rồi? Đáp nói mẹ là người yêu cổ sĩ ha. Bây giờ mẹ quánh con. Để sao? Nè, có cái tim ở giữa con là đứt ra rồi. Nó đâu có mẹ. Ý là của mẹ mua đi. Không. Mẹ mua đó, đúng rồi. Cãi. Mẹ cho con. Để bà cúp video, bà nói cái này cho mày Duyên nghe nha. Cứ mà sao không video biết được. Không, cái này chuyện bí mật. Bà nói này. Cho. Làm gì? Làm gì vậy? Sao góc này. Góc này quay xuống thấy lùng sủng vậy. Đi uống cà phê hả? Đi uống cà phê mà nằm dài luôn. Mua đen chưa? Uống cà phê hả tụi mày? Uống cà phê toàn chơi game không rồi đặt không chứ? Uống cà phê nằm luôn. Học lớp 4 rồi nha, rồi chứ mình lên lớp 5 để nha. Mà dễ hả? Có dễ nè, mà dễ hả? Mà có dễ mà có đi. Nay 28 Tết à. Chẳng tụi mày đi uống phê với chị ba đang chụp hình. Hôm nay chị ba đang chụp hình. Trời ơi, mày ngồi kìa. Cái gì vậy thò? Ồ, ai vậy? Rồi cúp máy luôn nha, chứ không trái phim. Mà nãy giờ quay lại nét góc bên đây tóc còn bền nghe cười các ơi cười đang kêu họ đang diễn á, đang diễn nghe hết rồi. Trả lại mở tám nha, tám này nhắn tin nha nè. Ủa, đi đưa con gì vậy? Khi nghe tấm nhạc đi nói chuyện gì vậy? Có gì con nha. Thôi nói mẹ về mới cắn bà. Ủa kìa, kìa tao quay qua cho con. Đi kìa.
Để nó xuống, để nó xuống cho à, để tóc xuống. Khi để xuống không để, còn lên lưỡng xạo chắc đúng. Hồi nãy kêu quay qua, còn phải đặt em làm giờ bây giờ lên ga xạo. Sao Minh Ba không vậy? Không biết là Minh Mẹ gì. Thôi, kêu người chắc làm giá. Không, có Minh Mẹ, có Minh Mẹ mà. Không, Minh Ba khoai không có Minh gì đâu. Không, có Minh Ba. Rồi, Minh Ba đừng mà không ai. Không, có Minh Mẹ. Xạo kêu khoai. Có Minh Mẹ. Kêu khoai không có Minh gì đâu. Vô đây chắc quay chứ không nghe gì đâu, hồn quá. Rồi cúp máy nha các bạn ơi. Goodbye, see you again. Nhỏ này sao không làm dán nữa vậy? Ui. Nhỏ này sao không làm dán? Trời ơi, kêu cái nó lạ nó vậy. Trời ơi. Kêu. Cao máy cho quay là nó làm dán thôi. Ờ giả chật luôn. Ủa sao phơ cao hơn chút xíu nhiều quá vậy? Trời cái xíu nhón nhón lên trời. Mất đi mọi người nhớ đem cái ghế lóc nít. Các bạn chưa ba? Chưa. Ba cho mượn ơi, chiếc dài của ba nè, lóc nít rồi cho cao lên đi. Tại vì tôi đang